Quần Mai chúc chào ông, em xin chào quý anh chị mình đã quay trở lại với em. Cả nhà ơi, hôm nay thì em sẽ lên cho chúng ta một cái siêu phẩm hàng chơi Tết cả nhà. Đó là dòng mai giảo tự sắn nha cả nhà ơi. Đó thì cái dòng này đặc biệt là bên em là có đế đẹp và hàng là đảm bảo nụ kim trên cây như thế này cho chúng ta rồi cả nhà. Thì cả nhà biết rồi đó, dòng tự sắn á thì cái cành của nó lắng qua lắng quắn như thế này. Cả nhà nhìn cái đám mai sắn của em nè, nó thấy mê luôn á cả nhà. Có những cành nó tự khỏe lên, nó tự đứng lên luôn nè cả nhà ơi. Đó, hàng này thì bên em về cho mấy anh chị mình chơi Tết. Rễ thì xử lý là bao khỏi chê luôn cả nhà, hết sảy con chị bảy luôn. Đây trời ơi, nó quắn một cục ở đây luôn cả nhà ơi. Nhìn y như những cái cọng mì tôm luôn. Đây, mọi người xem cái gốc rễ bên em nè. Đó, cây này con này thì cây lò xo nè. Rồi con này con chân nôm nè cả nhà. Thì hàng này sau này ha, mình trồng thì nó sẽ càng ngày càng rủ xuống. Ví dụ mình thích rủ thì mình xả tàn xuống, mình thích đứng thì mình dựng đọt lên giúp em ha. Trời ơi, cái cây này nó đẹp quá cả nhà ơi. Rồi, hàng này thì mọi người biết rồi đó, đây là dòng giảo. Thì hoa từ 8 đến 12 cánh và đặc biệt dòng giảo tự sắn này thì hoa của nó màu vàng rất là đậm và đi bông chùm và cho hoa thì rất là thơm luôn á cả nhà ơi. Thì hôm nay em lên cái lô này về cho mấy anh chị mình chơi Tết thì hiện tại là bên em về số lượng khá là nhiều ha. Và đặc biệt cái lô hàng này thì bên em sẽ đi nguyên cây nguyên kiện, giao luôn chậu ha, giao luôn chậu cho chúng ta. À, để cho mấy chị mình, có những anh chị mình mua rất là thích đam mê mai vàng nhưng mà ngại cái là mình đi nhiều khi mình không có thời gian mình đi mua chậu, thì chúng ta chọn cái lô này giùm em. Cái lô này thì bên em sẽ giao chậu luôn, nguyên cây nguyên kiện như thế này luôn. Giá thì chỉ có 290 một cây thôi cả nhà. Khi mà chúng ta mua một cây thì bên em sẽ bao ship luôn cả nhà ơi. Cái lô này mà mấy anh chị mình về chơi Tết là hết sảy con chị bảy luôn. Cây nào cũng quấn rễ thiệt là đẹp luôn á cả nhà ơi. Ai quan tâm cái lô mai này thì hãy alo cho vườn mai chúc chè bông bên em nha. Giá chỉ có 290 một cây thôi và được bao ship trên toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Em quay như thế nào thì sẽ gửi hàng cho cô chú anh chị mình đi như thế ấy ha. Quan tâm thì hãy alo hoặc là nhắn tin bên TikTok giùm em nha cả nhà ơi.